đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm cho đến nay, thị trường bất động sản đang rơi vào tình trạng trầm lắng so với cùng kỳ hàng năm. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp chống chọi và vượt qua được cơn bão này sẽ trở nên cứng rắn và có sức chịu đựng bền bỉ hơn, sẵn sàng để đón chào những cơ hội mới trên thị trường, đồng thời sẵn sàng kế hoạch và phương án để trở lại đường đua ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Là một trong những đơn vị có chỗ đứng trong làng bất động sản, nhưng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đơn vị cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế. Sự biến động của nhu cầu thị trường đã khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Nhưng mặt khác, nó cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn khi sự cạnh tranh sẽ làm doanh nghiệp buộc phải thay đổi mình để tạo ra những sản phẩm giá trị phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Vấn đề chính ở giai đoạn dịch COVID này chính là đơn vị công ty nào có thể tìm được phương pháp để có thể duy trì tốt hơn thì sẽ tồn tại tốt hơn. Việc đầu tiên Gamuda tận dụng trong thời gian đại dịch này là tái định vị lại thương hiệu. Như mọi người đã biết, Gamuda Land đã thành công rất lớn trong việc xây dựng các khu đô thị. Đây là thành công bước đầu để mọi người chọn Gamuda là một nơi đáng sống. Từ đó tạo điều kiện cho Gamuda khi chuyển sang xây dựng các khu thương mại. Và định hướng của Gamuda Land là xây dựng Gamuda City thành thành phố lớn thứ hai mang concept thành phố trong lòng thành phố. Điều thứ hai Gamuda đang làm trong giai đoạn này là chuẩn bị nền tảng và cơ sở sẵn sàng cho việc ra mắt Gamuda Center, là một trong bốn phân khúc chính của Gamuda City. Cũng theo ông Dennis, nhân cơ hội này đơn vị đã rà soát lại nhân sự, các khâu kinh doanh, việc mà trước đây không có thời gian làm. Bên cạnh đó là việc chuẩn bị các đối sách mới. Đây chính là thời điểm để doanh nghiệp cải thiện nội lực của mình, trở lại mạnh mẽ hơn khi thị trường tỉnh giấc. Có thể nói, đại dịch COVID vẫn còn là một thách thức trong tương lai. Cũng như các doanh nghiệp khác, thì chúng tôi vẫn phải theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch để có kế hoạch phù hợp trong tương lai. Có thể nói, thông qua những thành công đã đạt được, chúng tôi thêm tự tin sẽ vượt qua đại dịch COVID trong thời gian tới và còn tạo ra được sự yêu thích cũng như niềm tin của khách hàng vào Gamuda. Tổng kết lại, những thành công của Gamuda đã đạt được trong thời gian trước đây, nhờ vào các ứng dụng công nghệ thì chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những thành công tương tự như vậy cho các sự kiện và kế hoạch trong thời gian sắp tới. Theo các chuyên gia bất động sản cũng như các ngành kinh tế khác, thị trường bất động sản từ sau COVID-19 sẽ không còn như ngày hôm qua. Các kế hoạch phục hồi hậu COVID-19 sẽ khiến thị trường bất động sản phát triển ổn định, thận trọng và bền vững hơn, loại bỏ tư duy chộp giật, ngắn hạn, thay đổi cách làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Cũng theo các chuyên gia, đợt suy giảm của thị trường lần này sẽ có những doanh nghiệp gục ngã, có những doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Đây chính là cuộc thanh lọc những doanh nghiệp bất động sản yếu kém trên thị trường. Để thiết lập một thị trường minh bạch hơn, các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài toán phát triển mình trong 12 tháng tới với tâm thế sẵn sàng đối diện với thách thức.